Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Hôm nay Sam sẽ gửi tới các bạn bộ truyện đam mỹ hấp dẫn về đề tài quân đội có tên Đặc chủng Dong binh. Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường. Đặc chủng Dong binh là một lựa chọn hoàn hảo cho những bạn đọc đam mỹ thích cường thụ, thích công thâm tình, thích hài hước và thích tình cảm không có người xen vào. Chuyện kể về cuộc đời và cuộc tình của Tống Phong và Tiêu Minh Hiên, hai thiếu gia của hai đại gia tộc chính trị nhưng lại gạt bỏ hào quang lót đường để tự dấn thân vào nguy hiểm. Họ là hai con người chưa từng thật lòng yêu ai, chưa nghĩ sẽ dừng bước phong trần vì ai, cho đến khi họ gặp được nhau. Cuộc đời Tống Phong, một lính đánh thuê, là những chuỗi ngày rong ruổi theo nhiệm vụ, bán mạng cho sự kích thích, là một con bướm phong lưu không có điểm dừng. Cuộc đời Tiêu Minh Hiên đáng lẽ sẽ là một đường thẳng, vào quân doanh, theo hào quang của gia tộc, dần dần thăng chức. Nhưng như câu nói, cuộc đời anh là một đường thẳng, chỉ vì gặp em mà rẽ ngang, thì Tiêu Minh Hiên sau khi gặp Tống Phong, không những cuộc đời bị rẽ ngang mà tình hướng cũng bị bẻ cong luôn. Chuyện tình đầy kích thích, hài hước nhưng cũng không kém phần cảm động giữa cặp đôi diễn tiến ra sao. Mời bạn hãy bước chân vào thế giới của câu chuyện để cùng thưởng thức và khám phá nhé! Đừng quên đăng ký kênh, like, share video cho nhiều người cùng xem. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ! Chuyện đam mỹ, đặc chủng dong binh, tập 1. Tống Phong là một sự tồn tại kỳ diệu. Đây không phải là do hắn tự nhận, mà là người quen biết hắn nhận xét như vậy. Bình thường, khi đương sự nghe đánh giá như thế sẽ có hai loại phản ứng. Một là im lặng trong chốc lát, sau đó bi thương hỏi. Không sung sướng khi thấy người gặp nạn à? Điều này chứng minh hắn vừa mới bị anh em nhà mình chà đạp. Phản ứng còn lại là cười vui nói. Cảm ơn, quá khen. Điều này chứng minh hắn đang rất hưởng thụ cuộc sống. Tống Phong làm việc trong một công ty quân sự tư nhân của Mỹ, là một thanh niên tốt, nhiệt tình, yêu công việc. Hơn nữa, rất tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của nghề nghiệp lính đánh thuê. Người nào trả tiền thì bán mạng vì người đó. Mặc dù ở Trung Quốc, hắn có thân phận khác. Nhưng chúng không liên quan đến nhau nhiều lắm. Vì thế hắn hay ngộ nhận rằng nghề nghiệp chính của mình là lính đánh thuê, nghề tay trái là cống hiến cho đất nước. Lần đầu tiên Tống Thanh và Tiêu Minh Hiên gặp nhau chính là lúc hắn đang làm nghề tay trái. Sau này, mỗi khi nhớ lại tình cảnh hỗn loạn hôm đó, Tiêu Minh Hiên đều cảm thấy cực kỳ nhức đầu. Hắn còn nhớ rất rõ, nhiệt độ hôm đó ở Myanmar gần 40 độ. Hắn cùng với thuộc hạ ngồi trực thăng chập rãi, đáp xuống doanh trại ở bìa rừng. Thân phận của hắn là trùm buôn túc viện, tới nơi này hiển nhiên là vì ma túy. Cấp trên có nói đã phái một đội cung cấp hỏa lực đến hỗ trợ. Tống Phong chính là thành viên của đội đó. Dĩ nhiên lúc đó, Tiêu Minh Hiên không biết Tống Phong. Hắn chỉ biết lần đầu tiên nhìn thấy đối phương đã hận không thể trực tiếp bóp chết người này. Doanh trại này là địa bàn của tướng quân Khôn Đức Tát. Vị tướng quân này có ruộng thuốc viện khá lớn ở Myanmar, sở hữu rất nhiều lực lượng vũ trang. Địa vị của lão là vững chắc nhất. Dạo trước, một công xưởng của lão không biết tại sao lại xảy ra chuyện. Hàng của nhà xưởng toàn bộ đều hỏng hết. Lượng ma túy cung cấp bị thiếu hụt. Vì vậy, cho dù trời nóng như lửa đốt, bọn chúng vẫn phải chạy tới đây để giành giật chút hàng còn sót lại. Trong phòng có một cái bàn dài, 6 người ngồi xung quanh cái bàn. Phía sau mỗi người là đám thuộc hạ. Bọn chúng thấy Tiêu Minh Hiên đi vào chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ngồi bất động tại chỗ. Tiêu Minh Hiên cũng không để ý đến bọn chúng, bước tới ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, châm một điếu thuốc, im lặng ngồi chờ tướng quân. Hắn nhập đạo chưa được 2 năm, vốn không có tư cách ngồi ở đây, nhưng do hắn buôn bán lớn, ra tay lại hào phóng, vì thế bọn chúng mới miễn cưỡng báo cho hắn. Trời bắt đầu về chiều, nhưng khí hậu vẫn nóng như lửa đốt. Một gã mập dựa vào tường lau mồ hôi, miệng liên tục oán trách. Thấy mấy người còn lại vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, gã đành khó chịu hừ một tiếng, bảo thuộc hạ phía sau dùng sức quạt mạnh hơn. Đột nhiên từ xa vọng tới tiếng động cơ của máy bay trực thăng, vậy là lại có một tên trùm buôn thuốc viện đến. Người đến thân hình cao lớn, tóc hơi dài nhuộm màu vàng, trông giống như đang phát sáng. Thần sắc của mấy người trong phòng nhất thời thay đổi, ngay sau đó liền cười khách sáo mấy câu, khác hẳn với thái độ khi Tiêu Minh Hiên xuất hiện. Tiêu Minh Hiên tìm kiếm trong trí nhớ, tên này là Phù Sơn Minh, trùm ma túy Malaysia. Người trong giới tránh hắn như tránh rắn rết. Nguyên nhân chủ yếu là do thần kinh của hắn có vấn đề, vui giận bất thường, là một tên biến thái. Quan hệ của người này với tướng quân cũng không tệ, có hàng khẳng định không thể thiếu phần hắn.
Không ngờ hôm nay hắn cũng đến tham gia náo nhiệt, thật đúng là phiền phức. Phủ Sơn Minh nhìn xung quanh một vòng, tiếp theo hai mắt tỏa sáng khi tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh Tiêu Minh Hiên, sau đó lại nhích nhích về phía hắn. Tiêu Minh Hiên không nói gì, ở đây ai cũng biết Phủ Sơn Minh là gay. Sau khi người này đến, thì tướng quân cũng xuất hiện, lão ta kể sơ qua sự tình một lần, gã mập lúc nãy là người mở miệng trước. Lúc trước tao muốn bao nhiêu thì bây giờ vẫn muốn như vậy. Mục đích của mọi người ở đây đều giống nhau, tướng quân cũng không có phản ứng gì. Hàng chỉ còn nhiêu đây, giá tiền chắc chắn phải tăng, bọn mày tự tính với nhau đi. Gã mập tiếp tục nói, tiền bạc không thành vấn đề, cái tao muốn là hàng. Tên còn lại nói, tao cũng vậy, hàng của bọn tao nửa cân cũng không thể thiếu. Mày đừng có nằm mơ nữa, hàng chỉ có nhiêu đó, đưa hết cho bọn mày thì bọn tao làm sao, ăn không khí à? Bọn chúng nhanh chóng làm ầm lên. Tiêu Minh Hiên là người mới, cho dù hắn mở miệng cũng không có ai để ý, vì vậy chủ yếu yên lặng ngồi tại chỗ. Thấy người bên cạnh cũng không có động tĩnh, hắn liếc mắt sang nhìn thử, thấy Phủ Xuân Minh đang hít thuốc phiện, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Thấy hắn nhìn sang, liền theo bản năng liếm liếm môi, ánh mắt nóng rực. Tiêu Minh Hiên chuyển mắt, tự động không nhìn nữa. Ánh mặt trời bên ngoài vẫn nóng bức như cũ, ngồi trong phòng cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng muốn nướng người. Không ai muốn ở lại chỗ quỷ quái này lâu, mọi người ầm ĩ một hồi, sau đó từ một bước cũng không nhượng bộ, bắt đầu chuyển sang nhường nhịn nhau, từ từ định ra danh sách. Sau khi định xong thì quyết định giải tán. Đây không phải là ý định của Tiêu Minh Hiên. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, tao muốn 8 phần. Đám người biến sắc, bọn chúng bàn bạc nãy giờ mới có thể chia hàng. Tên này vừa mở miệng, liền muốn 8 phần. Cho dù hắn có tiền, hắn nuốt xuống được sao? Gã mập tính tình nóng nảy nhất, lập tức chửi. 8 phần? Còn mẹ nó, mày đúng là cái gì cũng dám nói. Gã đột nhiên dừng lại, âm thanh nghẹn trong cổ họng, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể tin được. Số người còn lại còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bên tai đã vang lên tiếng súng. Đám thuộc hạ của gã mập hét lên một tiếng, rồi lần lượt ngã xuống. Tất cả đều bị một viên đạn xuyên qua giữa trán, chỉ có một người còn đứng bình thường. Người nọ rút ra một con dao từ giữa lưng gã mập, tùy tiện lau chùi vài cái, không nói lời nào. Gã mập ngã lên bàn, sau lưng bị thấm máu ướt, không còn hơi thở. Tiểu Minh Hiên thu hồi súng, nhàn nhạt nhắc lại. 8 phần. Ánh mắt Phủ Xuân Minh phát sáng, đám người còn lại thì âm thầm hấp khí. Trong nháy mắt cảm thấy thuộc hạ của mình đã trở thành vô số quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, đưa mình xuống gặp gã mập. Cửa phòng dầm một cái, đột nhiên bị đá văng. Binh lính nghe tiếng súng liền lập tức chạy đến. Tướng quân đã sớm lường trước được việc này, nhưng cũng không thể trách bọn họ. Đành phất tay, ý bảo không có việc gì. Lão làm như không nhìn thấy mấy thi thể nọ, chỉ dùng ánh mắt quan sát mọi người. Mấy người còn lại thở hổn hển, có người không nhịn được nói. Ông chủ Tiêu, tất cả mọi người đều dựa vào cái này kiếm cơm. Ông nuốt nhiều hàng như vậy, bọn tôi làm sao bây giờ? Huống chi mớ hàng này, ông nuốt xuống được sao? Tiêu Minh Hiền thản nhiên trả lời. Lần này không có hàng thì bọn mày có thể đợi lần sau. Về phần thị trường, nếu tao muốn, dĩ nhiên tao có thể bán được. Phủ Sơn Minh khen. Người đã chết, dĩ nhiên là có thị trường. Lông mày Tiêu Minh Hiên giật giật, hận không thể đập chết tên này ngay tại chỗ. Thần sắc những người kia lập tức thay đổi, thầm nghĩ trong đám thuộc hạ phía sau thật sự có người của Tiêu Minh Hiên gài vào. Nếu bọn họ chết, thị trường dĩ nhiên sẽ bị Tiêu Minh Hiên chiếm. Dã tâm của hắn cũng quá lớn rồi. Một khi trong đầu sinh ra một chút ý niệm sẽ như dây leo càng quấn càng nhiều, không khí nhanh chóng thay đổi, đám người kia híp mắt lại, thay vì nhượng bộ thì bọn họ có thể liên thủ giết chết tên này, đỡ phải giao ra 8 phần ma túy. Bọn họ nhìn về phía Phủ Sơn Minh, không biết hắn đứng về phía nào. Hắn còn đang mải mê nhìn Tiêu Minh Hiên, ánh mắt càng lúc càng nóng, thậm chí có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào vào người Tiêu Minh Hiên. Dĩ nhiên, hoàn toàn không để ý đến không khí xung quanh. Tiêu Minh Hiền đột nhiên nhớ tên này mới vừa hút ma túy xong, đang chìm trong trạng thái hưng phấn. Hơn nữa, thần kinh của hắn vốn không được bình thường, lúc này căn bản không còn tỉnh táo nữa. Ánh mắt Tiêu Minh Hiền trầm xuống, biết bây giờ nói cái gì, bọn chúng cũng sẽ không nghe. Tình huống này so với dự đoán của hắn còn tệ hơn. Hắn vốn định kéo dài thêm chút thời gian, ai ngờ lại bị tên điên này phá hoại. Ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích, âm thầm ra hiệu. Tình huống bây giờ đã không thể làm theo kế hoạch ban đầu nữa rồi. Chỉ có thể thi hành phương án 2, đó là ra tay trước.
Không khí hết sức căng thẳng. Phòng ốc ở đây cũng không lớn. Hỗn chiến ở chỗ này không khác gì ôm nhau chết chùm. Tướng quân không thể làm như không nhìn thấy gì nữa. Lão vừa muốn ngăn cản, Tiêu Minh Hiền đột nhiên phát hiện tên điên kia muốn nhào về phía mình. Nếu để tên điên chụp được, cử động của mình bị kiềm chế thì coi như xong. Tiêu Minh Hiên giơ chân đạp đổ cái bàn, nhanh chóng cùng thuộc hạ nhảy ra khỏi cửa sổ. Tiếng súng lập tức vang lên ầm ầm. Người trong phòng vội vàng đuổi theo. Lúc này phía sau đột nhiên vang lên tiếng súng đoảng đoảng. Mặc dù chỗ này không còn là doanh trại chính, nhưng lực lượng vũ trang cũng không ít. Có thể xuất hiện loại tình huống này, hiển nhiên có nhóm nào đó đang giao chiến với binh lính. Bây giờ không chỉ đám trùm buôn thuốc viện, mà ngay cả tướng quân cũng có chút biến sắc. Bọn chúng dừng lại nội chiến, trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên hình ảnh cảnh sát tập kích hoặc bóng dáng lính đặc chủng. Tiêu Minh Hiền thở dốc, còn chưa kịp hành động thì một bóng người bỗng nhiên nhào lên người hắn. Khí lực rất lớn, tốc độ cực nhanh, hắn chưa kịp phản ứng đã bị kéo lăn xuống dưới trạm gác bằng trúc. Dám làm như vậy chỉ có một người, Tiêu Minh Hiền nhịn không được mắng một tiếng phắc. Vừa đúng lúc dậy thì nghe tiếng động cơ xe mô tô từ xa phóng tới. Binh sĩ gác trạm bị trúng đạn, ngay sau đó hàng rào bị đụng đổ, hai chiếc xe Việt dã gầm rú chạy tới, bụi đất tung bay mù mịt. Phủ Sơn Minh vội vàng kéo hắn lăn xuống dưới trạm gác. Đi thôi, đi lấy ma túy. Tiêu Minh Hiền đang định xử hắn, nghe vậy thì ngẩn ra. Mày biết chỗ giấu? Phủ Sơn Minh gật đầu. Đi. Chùm buôn thuốc viện, binh sĩ, cả đám không phân biệt ai là ai, hỗn chiến chung một chỗ. Hiện trường càng lúc càng rối loạn. Nhiều lần Tiêu Minh Hiền thậm chí có thể cảm giác được đạn bay sạt qua người mình. Phủ Sơn Minh dẫn hắn đi sâu vào trong trại, dừng trước mặt một căn nhà gỗ đơn sơ. Hắn đá văng cửa ra, bên trong chỉ toàn là gạch vụn. Suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Minh Hiên chính là mình bị chơi xỏ, vừa định nổi điên thì thấy tên kia chỉ một góc. Dưới đống gạch kia có một căn hầm chứa, ma túy ở trong đó. Tiêu Minh Hiền bán tín bán nghi, bước qua. Sao mày biết? Tao biết rất nhiều chuyện. Phủ Sơn Minh cười hắc hắc. Tao còn biết mấy quốc gia Đông Nam Á đã hợp tác với nhau, triệt phá đường dây này. Số hàng kia gặp chuyện không may chính là do bọn chúng dở trò quỷ. Tướng quân biết cấp trên muốn lão chết, vì vậy mới chuẩn bị bán hết mớ hàng này để bỏ trốn. Thế nên mới chọn nơi vắng vẻ như vậy để họp mặt. Ai ngờ, rốt cuộc vẫn bị bọn chúng bao vây. Động tác của Tiêu Minh Hiền khựng lại. Tin này ở đâu ra? Lần này đúng là có nhiều nước tập hợp với nhau. Người vừa giết chết gã mập chính là một cảnh sát người Thái. Trong đám thuộc hạ của 6 tên trùm buôn thuốc viện còn lại cũng có một ít người nằm vùng. Nhưng tất cả mọi chuyện đều là bí mật. Phủ Xuân Minh không đáp, nhìn chằm chằm vào Tiêu Minh Hiền, liếm môi nói. Sướng không? Tiêu Minh Hiền lập tức nghẹn họng. Trong tình huống bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết chết mà tên này vẫn còn tâm trạng nghĩ tới chuyện đó. Quả nhiên là đồ bệnh thần kinh. Hắn nhẫn lại nói. Chờ tao lấy được ma túy sẽ chơi mày sướng luôn. Phủ Xuân Minh lập tức giúp Tiêu Minh Hiền đá đống gạch vụn đi. Trên sàn nhà và cửa hầm hình vuông còn vết lõm trên đó. Hắn tự tay kéo nó. Để tao mở cho. Tiêu Minh Hiền cũng không muốn khom lưng. Vì vậy liền lui về phía sau một bước. Thế nhưng cánh tay đột nhiên chuyển đến một trận đau nhói. Hắn tránh người ra, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một ống chích nhỏ đâm vào tay mình. Chất lỏng bên trong đã sớm chuyển vào cơ thể. Không biết là cái gì, lại càng không biết kim tiêm có sạch hay không. Ánh mắt của hắn trầm xuống, nhổ kim ra, quăng xuống đất. Còn chưa kịp mở miệng chỉ cảm thấy trong cơ thể nóng hừng hực, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt Phủ Sơn Minh nóng rực, hô hấp dồn dập. Giống như người bị tiêm thuốc kích dục chính là hắn. Hắn vội vàng cởi dây nịt. Cưng à, chơi tao. Thái Dương Tiêu Minh Hiên giật giật, thấy Phủ Sơn Minh nhào đầu về phía mình thì không suy nghĩ nhiều, đạp hắn bay qua một bên. Phủ Sơn Minh nhanh chóng bỏ dậy, càng thêm phấn khích. Lúc này giữa không trung bỗng nhiên vang lên nhiều tiếng khắc nổ khác nhau. Tiêu Minh Hiên biết bộ đội chủ lực đã đến, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hắn cũng không muốn đánh nhau với tên điên này nữa, vì thế liền đưa tay móc súng ra. Phủ Sơn Minh đã tận mắt chứng kiến kỹ thuật dùng súng của Tiêu Minh Hiên, đã sớm âm thầm đề phòng. Thấy thế liền vội vàng dùng sức nhào tới. Sức bật của Phủ Sơn Minh rất mạnh, Tiêu Minh Hiên chưa kịp đề phòng đã bị ấn ngã xuống đất, súng trong tay rớt ra. Tiêu Minh Hiên thở dốc mấy hơi, dược tính đang bắt đầu phát huy tác dụng. Tình huống bây giờ của hắn rất tệ, có lẽ sẽ mất khống chế bất kỳ lúc nào. Phủ Sơn Minh không cho hắn cơ hội phản kháng, đưa tay kéo khóa quần của hắn xuống.
Hô hấp của Tiêu Minh Hiên trở nên gấp gáp, thấy tên này cúi đầu kéo khóa quần của mình để làm chuyện đó, đầu nhất thời ong một tiếng. Vừa định nổi điên thì nghe ầm, cửa phòng đã bị đá văng. Người tới mặc áo thun màu đen bó sát người, quần dằn di và giày bốt cao, trên vai khiêng một khẩu súng xông đến, gấp gáp gọi hắn: "Ông chủ, tôi tới cứu ông đây." Tiêu Minh Hiên cúi đầu, người này dùng chân đá cửa, đã vô tình đá luôn tên điên kia khỏi người hắn, nhưng cả mặt tên đó lại vùi vào đũng quần của hắn. Hình ảnh rất kích thích. Tống Phong thấy Phủ Sơn Minh nằm bất động, cặp mắt chuyển chuyển, từ từ rút chân về, lấy tay chùi mồ hôi trên trán, trong mắt tràn đầy chân thành. "Tôi xin lỗi, quấy rầy hai người rồi." Dứt lời liền bỏ đi. Phủ Sơn Minh đột nhiên bật dậy, thần sắc dữ tợn quay đầu lại, thấy Tống Phong đã bỏ đi thì im lặng trước mắt một cái, sau đó xoay người lại tiếp tục động tác ban nãy. Gân xanh trên trán Tiêu Minh Hiên nhảy mạnh, đang muốn ra tay giết người thì Tống Phong bên kia vừa đi hai bước bỗng nhiên quay trở lại, tốt bụng nhắc nhở: "Ông chủ, ông làm ơn nhanh lên một chút, chúng ta sắp hết thời gian rồi." Tiêu Minh Hiên trợn mắt nhìn hắn, vẻ mặt không thể tin được. Kế hoạch lần này là hắn sẽ giành trước phần lớn hàng, vì vậy hôm đó hắn mới đòi được chia nhiều như vậy, tiếp theo sẽ nuốt luôn toàn bộ hàng, sau đó đợi đến khi bộ đội chủ lực tấn công, hắn sẽ trở thành ngư ông đắc lợi, vừa lấy được tăng chứng, vừa diệt được hàng ổ đầu não này. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, thân phận của hắn sẽ không bị bại lộ, vì vậy mới sắp xếp đội ngũ kia giả trang thành lính đánh thuê, nếu xảy ra tình huống bất ngờ, bọn họ sẽ có thể lập tức vọt vào cứu hắn. Nếu không phải có trách nhiệm thu gom toàn bộ số hàng này, Tiêu Minh Hiền cũng sẽ không cố gắng kéo dài thời gian để chờ bộ đội chủ lực tới cứu mình. Địa vị của Tiêu gia trong giới chính trị là không thể xem thường. Vì thế, đám bộ đội kia chắc chắn không dám lấy mạng của hắn ra đùa giỡn. Tiêu Minh Hiền nghĩ rằng thành viên trong đội giải cứu lần này ít nhất cũng phải xuất thân từ bộ đội đặc chủng. Nhưng đến khi nhìn thấy người trước mặt, hắn mới biết là mình nghĩ sai rồi. Người này có chút gầy, tóc mái hơi dài, hai con người đảo qua đảo lại, thoạt nhìn có chút phong lưu. Trên mặt của hắn bôi đủ thứ, nhìn không ra dung mạo thật. Bất quá đó cũng không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là nhìn người này từ trên xuống dưới không có cái gì giống bộ đội đặc chủng cả. Nhìn hắn giống người trong xã hội đen hơn. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Minh Hiên sau khi nhìn thấy người này là muốn giết sạch đám người của mấy nhà hay đối chọi với Tiêu gia. Nếu không tại sao lại phái người như thế này tới cứu hắn? Tống Phong không biết nội tâm của Tiêu Minh Hiên đang có hàng ngàn cơn sóng mãnh liệt, nói hết câu liền xoay người bỏ đi, để bọn họ có thời gian làm việc. Bên này, Phù Sơn Minh đã chạm được vào khóa quần, đang chuẩn bị kéo xuống, thì Tiêu Minh Hiên lập tức nổi giận tóm cổ hắn đá văng. "Quay trở lại cho tôi." "Hả?" Tống Phong quay đầu lại. Bị tư thế của Phù Sơn Minh cản trở, Tiêu Minh Hiên cũng không có nhiều khí lực để đá. Vì vậy, Phù Sơn Minh chỉ văng ra cách hắn chừng nửa mét. Sau khi bị đá, lại nhanh chóng mò trở về. Chuyện tốt liên tiếp bị cắt ngang, khiến hắn trở nên vô cùng kích động, trong mắt đã hẳn lên tơ máu, trông vô cùng nguy hiểm. Tống Phong quay đầu nhìn chỗ hai người đang nằm. Hơn nữa, biểu tình của một người trong số đó còn quá sức khủng bố. Hắn im lặng một chút, rồi chớp chớp mắt. "Ông chủ, chẳng lẽ ông muốn tôi chơi threesome với hai người? Tôi cảm thấy người yêu nhỏ của anh sẽ không thích đâu." Hơi thở của Tiêu Minh Hiền bị nghẹn ở cổ họng, thiếu chút nữa là không thở nổi. Vừa liếc mắt qua thì thấy tên điên kia mở to mắt chuẩn bị nhào vào người mình. Hắn lập tức rút dao găm, giấu ngay mắt cá chân ra, chuẩn bị xử tên này cho hả giận. Phủ Sơn Minh thấy vậy liền nhanh chóng dùng sức bật về phía sau. Hắn nhìn cả hai, chực một tiếng rồi rút súng bên hông ra, đột nhiên nhắm thẳng vào Tống Phong. Con mồi của hắn đã xa lưới, trước tiên phải giải quyết cục nợ này, xong mới có thể chơi tiếp được. Tuy trông Tống Phong có vẻ không để ý xung quanh, nhưng trực giác của hắn với nguy hiểm rất tốt. Khi Phủ Sơn Minh vừa rút súng ra, hắn đã nhanh chóng chuyển nòng súng của mình về phía đối phương, không cần nhắm đã đoàng một tiếng, bàn tay của Phủ Sơn Minh bị bắn thủng, máu tươi văng khắp nơi. Phủ Sơn Minh bị đau, nhịn không được kêu lên. May mà Tống Phong không dùng đạn súng trường với đường kính nhỏ hay là đạn zoom, nếu không cái tay này coi như tiêu. Dù vậy Phủ Sơn Minh cũng bị mất gần nửa bàn tay, chỉ còn một ít da thịt dính lại với nhau. Hắn rất tự tin vào năng lực của mình, thế nên khi gặp phải tình huống này, hắn liền biết người trước mặt không hề đơn giản. Nếu tiếp tục dây dưa, việc này đối với hắn vô cùng bất lợi. Tiêu Minh Hiên không lãng phí thời gian, nói nhanh: "Giết tên điên này đi." Tống Phong gật đầu,
vừa định nổ súng thì đột nhiên khựng lại. Phủ Xuân Minh tựa vào tường, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Hắn nhìn thẳng vào bọn họ, trong mắt của hắn đặc biệt sáng, thậm chí giống như có cái gì đó đang lóe lên. Trong lòng Tống Phong cảm thấy không ổn, tầm mắt rời xuống dưới, trong đầu hiện lên hai ý niệm. Một là tặng hắn thêm một phát rồi kéo ông chủ chạy đi. Hai là kéo ông chủ chạy đi mặc kệ hắn, nếu hắn không chết thì cũng bị thương nặng. Tống Phong quyết định rất nhanh, lập tức kéo Tiêu Minh Hiên chạy ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa nửa bước, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Mặt đất rung chuyển, hai người bị sức ép của vụ nổ thổi bay ra ngoài, ngã xuống mặt đất nóng rát, trong miệng toàn là đất cát. Tiêu Minh Hiên cảm thấy mảng nhĩ bị đau do chấn động sau vụ nổ vừa rồi. Hắn xoay người ngồi dậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong góc tường có bom hẹn giờ. Trên mặt Tống Phong dính đầy đất, hắn lắc lắc đầu đứng dậy. Tên đó giật kíp nổ ra, sau 5 giây bom sẽ lập tức nổ. Tại lúc đó anh không thấy được vẻ mặt của hắn thôi. Tôi nghĩ nếu như lúc đó tôi bắn hắn, nhất định sẽ liều mạng nhảy vào người tôi, rồi kéo tôi chết chung. Đúng là quá kinh khủng. Mà anh có sao không? Tiêu Minh Hiền lắc đầu, hít sâu một hơi, áp chế dục vọng sắp bộc phát, buộc chính mình phải cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn nhìn căn nhà gỗ bị nổ thành từng mảnh nhỏ, bụi đất bay đầy trời, sau đó chậm rãi bước về phía đó. Nè, ông chủ! Tống Phong đi theo sau hắn. Tiếng nổ to như vậy, cảnh sát đội phòng chống ma túy với đội biên phòng cũng sắp tới đây rồi. Bây giờ không phải là lúc đi nhặt xác người yêu nhỏ của anh đâu, chạy trốn quan trọng hơn. Đời còn dài, đừng vì một người mà... Im miệng! Tiêu Minh Hiền lên tiếng cắt ngang. Có đường hầm. Tống Phong ngẩn người trong chốc lát, vội vàng đi đến nơi vừa xảy ra vụ nổ. Thấy trên nền đất lộ ra một cái hố sâu khoảng 3 thước, mơ hồ có thể nhìn thấy vài cái thùng bên trong. Lúc chúng ta bỏ chạy, Phù Xuân Minh đã mở cửa hầm này rồi chui vào. Chắc chắn hắn ta vẫn còn sống, Tiêu Minh Hiền phân tích. Tống Phong đồng tình, xoa cằm. Chỗ này bí mật hơn rất nhiều. Ban nãy hắn không kéo anh vào đây làm chuyện đó. Chẳng lẽ... vừa làm vừa nghe tiếng súng ở phía bên ngoài mới kích thích hơn. Người yêu nhỏ của anh thật có tình thú. Tiêu Minh Hiền cảm thấy vừa rồi, cứ để tên này ở lại với tên điên kia thì tốt rồi. Hai tên giữ chân nhau, không ai trốn kịp. Sau đó cả hai cùng nổ bay lên trời. Thật sự là một cảnh tượng vô cùng tốt đẹp. Tống Phong cảm giác được tầm mắt của Tiêu Minh Hiền, vội hò một tiếng, lấy đèn pin trong ba lô ra. Anh đứng đây đợi đi, tôi xuống dưới xem một chút. Tiêu Minh Hiền nhu nhu mi tâm, hiện nhiệt độ cơ thể càng ngày càng tăng, hắn gần như đã dùng hết toàn bộ ý chí mới có thể khống chế bản thân không làm chuyện bậy bạ. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng nghĩ tới chuyện khác. Mặc dù Phù Xuân Minh là một tên khủng điên, nhưng tuyệt đối không phải là đồ ngốc, nếu không đã sớm bị chơi hết rồi. Sao có thể có được địa vị như ngày hôm nay? Nếu tên đó lựa chọn nơi này, nhất định là có nguyên nhân. Tiêu Minh Hiền trầm ngâm một lát rồi cũng nhảy xuống theo. Có đường hầm không? Có, còn có cả thuốc viện nữa. Tống Phong đi đến bên cạnh hắn, đưa mấy gói nhỏ cho hắn. Tiêu Minh Hiền làm trưởng thuốc viện gần 2 năm, rất có kinh nghiệm trong phương diện này. Vừa nhìn, liền biết đó là hàng tốt. Hắn gật đầu, rồi ném nó vào cái thùng bên cạnh. Đường hầm ở đâu? Ở bên kia. Tống Phong cầm đèn pin. Nhìn này, trên đất còn có vết máu. Tiêu Minh Hiền nhìn xuống. Lúc này phía trên đột nhiên truyền đến vài tiếng động. Tống Phong kéo hắn. Đi thôi ông chủ, trốn mau. Tiêu Minh Hiên không còn lựa chọn nào khác, lập tức chạy vào trong đường hầm, thấp giọng hỏi. Có khi nào là người của cậu không? Đương nhiên là không. Tống Phong vừa chạy vừa nói. Lúc vừa phát hiện ra đường hầm này, tôi đã báo cho họ rút lui trước. Yên tâm đi ông chủ, tôi nhất định sẽ cứu ông. Tiêu Minh Hiên im lặng, người này dường như không yếu đuối như vẻ bề ngoài. Đường hầm rất quanh co, Tống Phong đánh giá một chút, ném lựu đạn vào một góc tường, chỉ nghe oành một tiếng, toàn bộ đường hầm đều bị chấn động, hắn vỗ vỗ tay. Ông chủ, chúng ta mau chạy thôi, theo quan sát của tôi, nơi này không chịu được vụ nổ mạnh như vậy đâu, chắc chuẩn bị sập rồi. Tiêu Minh Hiền giống giận. Vậy sao cậu còn ném? Làm như vậy sẽ không cần lo bị người khác đuổi theo, không phải ban nãy tôi đã nhắc anh vọt lẹ rồi sao? Hai người chạy như điên. Gỗ và đá vụn rơi xuống sát phía sau. Sau khi nhảo ra khỏi cửa hầm, cả hai chật vật thở dốc. Cửa hầm thông vào trong rừng, đi thêm vài mét là tới một con sông nhỏ. Tống Phong mở bộ đàm trong tay. Tôi thoát rồi. Ông chủ đang ở bên cạnh. Các cậu cứ đến nơi tập hợp trước, bọn tôi sẽ lập tức qua đó. Hắn tắt máy,
ngồi chồm hổm xuống nhìn vết máu trên mặt đất. Ông chủ, người yêu nhỏ của anh đi hướng này, anh có muốn đuổi theo không? Tiểu Minh Nghiên không trả lời, chỉ đứng dậy. Cuộc chạy trốn ban nãy đã làm cho dược tính trong người hắn càng lan rộng hơn. Vừa rồi, khi chạy không cảm giác được, nhưng bây giờ dừng lại thì có thể cảm giác được máu trong người đang sôi trào, giống như mỗi tế bào trong cơ thể đều kêu gào ầm ĩ, buộc hắn phải phát tiết. Bây giờ lý trí giống như một dây cung đã bị kéo căng tới cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. Tống Phong ngẩng đầu nhìn hắn. Ông chủ... Tiêu Minh Hiên cúi đầu, vừa nhìn thấy cái cổ trắng nõn của đối phương, trong lòng liền chấn động. Hắn vội vàng rời tầm mắt, với thân phận này của hắn cũng không thiếu chuyện, gặp dịp thì chơi, dĩ nhiên biết phải làm thế nào để đạt được khoái cảm khi làm tình với đàn ông. Tiêu Minh Hiên nắm chặt tay, cố dẹp bỏ hết suy nghĩ dư thừa trong đầu, trong mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn nhấc chân đi tới con sông kia. Tống Phong thấy Tiêu Minh Hiên không đi theo hướng người yêu nhỏ của mình, cho rằng hắn không muốn đuổi theo, vội vàng chạy theo sau hắn. Thấy hắn sắp rớt xuống sông, Tống Phong vội vàng đưa tay kéo hắn lại. Ông chủ, anh định làm gì? Tốt nhất đừng xuống đó, lỡ xui xẻo gặp phải cá sấu hay rắn độc thì tiêu. Tiêu Minh Hiên dừng bước lại, thở hổn hển mấy hơi, chậm rãi áp chế ý định xuống sông ngâm nước lạnh. Hắn cau mày, sự khô nóng trong cơ thể không ngừng hành hạ hắn. Hắn biết có nhiều loại thuốc kích dục, nếu không giải được sẽ mất mạng. Không biết tên điên kia đã tiêm cho mình loại thuốc nào. Tống Phong đứng phía sau nhìn hắn, chỉ cảm thấy lưng người này đang căng ra, giống như đang nhẫn nhịn cái gì đó. Cơ bắp tay cũng căng cứng, cả mạch máu đều hiện lên rất rõ. Ông chủ, anh sao thế? Tiêu Minh Hiên cảm giác được xúc cảm trên cánh tay, dục vọng liền lập tức dâng lên. Hắn vội vàng né qua, thầm nghĩ vẻ mặt của mình bây giờ chắc chắn rất khủng bố. Hắn cúi đầu xuống. Tôi không sao, đi thôi, chỗ tập trung ở hướng nào? Tất nhiên Tống Phong không tin lời hắn. Nhiệm vụ của mình là bảo vệ người này, lỡ đột nhiên xảy ra chuyện không xử lý kịp thì chết. Tống Phong đứng cản phía trước, không thấy rõ ánh mắt của Tiêu Minh Hiên, vì vậy không chút do dự áp sát vào. Này! Khoảng cách giữa hai người rất gần, Tiêu Minh Hiên thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở như có như không của ai kia. Dây cung trong đầu hắn lập tức đứt phượt một cái. Hắn đưa tay kìm chặt eo Tống Phong, hung tợn nói, tôi đã cho cậu cơ hội. Ánh mắt của hắn đầy tơ máu, giống như dã thú bị thả rông. Tống Phong cảm thấy cả người ớn lạnh. Vừa rồi cứ tưởng do thời tiết nên không để ý lắm, lúc này mới cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Tiêu Minh Hiên cao hơn mình rất nhiều. Một ý nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu hắn. Không lẽ anh bị bỏ thuốc? Má nó! Tống Phong còn chưa nói hết câu, thân thể đã bị nhấc lên, đẩy vào một cái cây to ở bên cạnh. Đôi tay đang ôm eo hắn bắt đầu vòng qua tháo dây nịt của hắn. Tay hắn cũng bị vô số nụ hôn nóng bỏng quấy nhiễu. Nụ hôn này rất dùng lực, làm hắn giật cả mình, thậm chí còn tưởng rằng mình sắp bị ăn thịt. Đầu óc của Tống Phong vô cùng hỗn loạn, vội vàng giãy giụa muốn tránh né. Thế nhưng khí lực của người này rất lớn, hắn không thoát ra được. Tiêu Minh Hiên đã bị dục vọng thiêu đốt, không phát tiết được khiến hắn gầm nhẹ một tiếng, cắn lên cổ Tống Phong để trừng phạt đối phương. Tống Phong biết bây giờ Tiêu Minh Hiên đã không còn lý trí. Trong đầu nhanh chóng hiện lên hai suy nghĩ. Một, đánh hắn bất tỉnh rồi mang đi. Nhưng để thực hiện được điều này, trước tiên phải thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, rồi phải vật lộn thêm một phen. Quan trọng nhất là không biết thuốc kích dục này có gây nguy hiểm gì đến tính mạng của hắn không nữa. Tống Phong nhớ rõ cấp trên đã nhấn mạnh nhiều lần rằng phải bảo vệ người này toàn mạng. Hai là không phản kháng. Đợi Tiêu Minh Hiên làm đến bất tỉnh rồi dùng thân thể bị thương của mình cõng hắn đi. Cái này có thể đảm bảo được mạng của hắn. Tống Phong đứng im so sánh lợi ích cá nhân và tầm quan trọng của nhiệm vụ, lập tức chửi phắc một tiếng, sau đó không chống cự nữa. Hắn cảm giác được dây nịt của mình bị tháo ra, quần cũng bị cởi xuống, mở miệng nghẹn ngào nói. Sếp ơi, trình tiết của em không thể giữ được nữa rồi. Sau đó, đột nhiên dừng lại, vội vàng né ra một chút, thò tay vào túi quần, lấy ra một cái bao cao su. Đây là thứ hắn chuẩn bị để đi tiêu khiển sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ai ngờ lại phải dùng ở đây. Sếp à, trình tiết không giữ được thì thôi chứ. Bây giờ em còn phải tự tay đeo bao cho đối phương. Em còn mặt mũi nào nữa? Hết tập 1. Các bạn đang được thưởng thức bộ truyện Đam Mỹ Đặc Chủng Dòng Binh qua giọng đọc của Sam. Để không bỏ lỡ những tập tiếp theo, hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để đón xem các video mới nhất từ Sam Audio.